Hiện nay có rất nhiều phương pháp tránh thai có thể kể đến như sử dụng bao cao su, tính chu kỳ kinh nguyệt, uống thuốc tránh thai, đặt vòng, cấy que tránh thai hay triệt sản. Tuy nhiên, mỗi biện pháp đều có những ưu và nhược điểm riêng. Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Huyền, khoa sản và kế hoạch hóa gia đình Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn để có được những kiến thức cơ bản nhất và lựa chọn phương pháp tránh thai phù hợp đem lại hiệu quả cao. Một biện pháp được chị em áp dụng để tránh thai đó là tính ngày rụng trứng theo chu kỳ kinh. Phương pháp này thì có ưu điểm là rất là dễ sử dụng, hiệu quả thì đạt khoảng 75%, tức là thấp hơn so với những biện pháp tránh thai khác. Tuy nhiên thì là có thể sử dụng lâu dài, không có thời hạn và có thể có thai lại bất kỳ khi nào mà cặp vợ chồng nó muốn. Đây là một biện pháp tránh thai không có tác dụng ngăn ngừa lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục như là bao cao su. Tuy nhiên thì cũng chỉ áp dụng được cho những chị em có chu kỳ kinh đều. Với những chu kỳ kinh không đều, quá ngắn hoặc quá dài hoặc thì sẽ rất là khó để xác định tính xem là ngày nào là an toàn, ngày nào là không an toàn. Chính vì vậy mà biện pháp này tỷ lệ thành công thấp nhất so với tất cả các biện pháp tránh thai hiện nay đang có. Biến gian tránh thai cũng là một biện pháp được chị em lựa chọn bởi vì làm sao? Vì biến gian tránh thai này nó rất dễ sử dụng, rất là tiện lợi. Tuy nhiên thì chị em cũng cần phải biết là sẽ dán được một số vị trí trên cơ thể thôi. Khuyến cáo là nên dán ở mông, lưng, bụng, cánh tay và không nên dán ở vùng vú hoặc là vùng có cái da đang bị kích ứng, đang bị mẩn đỏ thì không nên dán. Mỗi một miếng dán này thì lưu được 7 ngày. Như vậy là chúng ta cứ 7 ngày sẽ phải thay miếng dán một lần. Và trong 3 tuần liên tiếp như vậy sẽ phải thay 3 lần miếng dán. Sang đến tuần thứ 4 thì không cần phải dán nữa nhưng vẫn có tác động tránh thai. Sau đó kinh nguyệt sẽ xảy ra. Và sau hành kinh thì chúng ta lại lặp lại chu kỳ dán 3 tuần liên tiếp và nghỉ 1 tuần. Gọi là miếng dán tránh thai nhưng bản chất thì vẫn là thuốc tránh thai. Vì vậy nó cũng có những cái tác động phụ chung như là thuốc tránh thai uống. Ví dụ có thể cảm giác như là hơi đau đầu, hơi buồn nôn, hơi căng ngực. Nhưng các triệu chứng này cũng sẽ qua đi sau một thời gian mình sử dụng. Đối với viên uống tránh thai hàng ngày thì cũng là một biện pháp được khá là nhiều chị em áp dụng. Bởi nó cũng có những cái ưu điểm của nó. Thứ nhất là dễ sử dụng. Thứ hai là tạo ra vòng kinh đều. Và khi sử dụng thuốc tránh thai thì lượng kinh thường ít đi. Vì vậy mà chị em phụ nữ sẽ giảm được cái lượng máu mất trong mỗi kỳ kinh. Và cũng rất là dễ để mà khi muốn có thai thì mình có thể ngưng phương pháp và mình có thai được luôn. Tuy nhiên thì tránh thai uống hàng ngày yêu cầu uống đều đặn, thậm chí là đúng vào một khung giờ. Để làm gì? Thứ nhất là để chị em không quên, thứ hai là để cái lượng thuốc trong người luôn luôn đảm bảo có tác dụng để tránh thai. Vì vậy mà nếu chị em quên một ngày thì cũng vẫn có nguy cơ có thai. Đây cũng là một biện pháp tránh thai đạt tỷ lệ cao trên 98%. Tuy nhiên thì cũng không tránh được các cái bệnh lây truyền qua đường tình dục. Ngoài ra thì viên thuốc tránh thai hàng ngày cũng có một số tác dụng phụ như là có thể đau đầu, có thể buồn nôn, đặc biệt là trong những ngày đầu sử dụng mà chị em chưa quen, cũng có cảm giác là căng ngực. Nhưng mà những cái triệu chứng này sẽ qua đi khi mà sau khi chị em sử dụng được 5-7 ngày, cơ thể đã quen với cái viên thuốc tránh thai này rồi,
thì những hiện tượng đấy thì gần như là không có. Bao cao su cũng là một biện pháp tránh thai được nhiều chị em sử dụng bởi những cái tiện ích của nó. Thứ nhất là rất dễ sử dụng và tiện lợi, có thể dùng bất kỳ khi nào chị em muốn. Và đối tượng áp dụng thì rất là rộng rãi, tất cả các chị em phụ nữ muốn tránh thai đều có thể sử dụng được biện pháp tránh thai bằng bao cao su. Bao cao su thì cũng khá là an toàn nếu như mà sử dụng đúng kỹ thuật, có thể tránh thai được đến khoảng 90%. Tại sao mà tôi lại nói 90%? Vậy thì 10% nữa là sao? Thì 10% đấy có thể rơi vào những tình huống là do chị em sử dụng không đúng cách, có thể để cho tràn bao hoặc thủ bao. Những trường hợp như vậy thì cũng dễ phân biệt mang thai. Một cái lợi thế nữa của bao cao su đó là gần như không có một cái tác dụng phụ nào, trừ một số chị em là bị dị ứng với bao cao su, và có thể có thai lại ngay khi mình ngừng sử dụng cái khác là chị em đã có thể mang thai lại ngay. Và bao cao su là một biện pháp duy nhất có thể phòng ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục so với các biện pháp tránh thai khác. Đặt vòng tránh thai là một biện pháp đã được sử dụng gần như là rất lâu đời ở Việt Nam nói riêng và cũng ở trên thế giới. Phương pháp đặt vòng tránh thai thì tương đối là rẻ tiền, dễ sử dụng và thời gian tránh thai cũng được khá là lâu tùy vào từng loại vòng. Hiện nay thì chủ yếu là có hai loại, một loại là có tránh thai được 5 năm và một loại là 10 năm. Còn thời điểm đặt vòng thì được khuyến cáo là ngay sau khi sạch kinh từ 1 đến 5 ngày chưa có quan hệ tình dục, hoặc nếu có thì có dùng biện pháp tránh thai như bao cao su. Hai là với những chị em sau sinh, với sinh thường thì bác sĩ khuyên là sẽ đặt vòng sau 6 tuần. Còn nếu với sinh mổ thì nên là sau 3 tháng để cho cơ thể hồi phục sức khỏe và tử cung vết mổ đã được ổn định trở lại. Tuy nhiên thì đặt vòng tránh thai cũng có những cái tác dụng phụ không mong muốn, mà cái khó hơn để chị em khó chấp nhận nhất đó là ra nhiều kinh và kinh lại thường kéo dài ở các mức độ khác nhau. Thứ hai là với những bệnh nhân mà bị u xơ tử cung thì cũng không áp dụng biện tránh thai này, hoặc là tiền sử đã có trưởng màng tử cung thì bác sĩ cũng khuyên cáo là không nên áp dụng biện pháp đặt vòng tránh thai. Sau khi chia sẻ với các chị em về các biện pháp tránh thai hiện tại đang được chị em áp dụng và sử dụng, thì biện pháp cấy que tránh thai vẫn là đem lại nhiều ưu điểm quan trọng nhất. Bởi vì que tránh thai chỉ là một thanh nhựa nhỏ, mềm, dẻo, vì vậy mà không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày của chị em phụ nữ. Thứ hai là áp dụng cho các đối tượng chị em có nhu cầu tránh thai rất rộng rãi, đặc biệt là cả với những người cho con bú. Và một ưu điểm nữa đó là cấy que tránh thai áp dụng được cho cả những chị em bị bệnh tiểu đường, bị u xơ tử cung hoặc là kinh quá nhiều thì cũng áp dụng được biện pháp này. Vì biện pháp cấy que tránh thai sẽ có kinh ít đi, làm cho chị em bớt bị mất máu trong kỳ kinh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Thứ ba là sau khi tháo que tránh thai ra, nếu chị em muốn sinh con thì mình có thể mang thai ngay sau khi tháo que tránh thai. Và một lần cấy que tránh thai có thể sử dụng được đến tận 3 năm, như vậy là một thời gian khá là dài. Tuy nhiên thì que tránh thai có
có thể sử dụng rất linh hoạt. Nếu chị em muốn sinh con vào thời điểm trước 3 năm thì bất kỳ lúc nào chị em đều có thể tháo que tránh thai ngay sau đó. Và còn một biện pháp tránh thai nữa, đó là trật sản. Biện pháp tránh thai trật sản này có thể áp dụng được cho cả phụ nữ và cho cả các anh nam giới. Vì vậy thì là có trật sản nam và trật sản nữ. Thì đối với trật sản nam hay trật sản nữ thì tỷ lệ tránh thai rất là cao, gần như là trên 99%. Bởi vì sao? Các bạn hình dung là khi đã trật sản thì chắc chắn là phải 100%, chứ tại sao bác sĩ lại nói là 99%? Vì bác sĩ là cũng đã tham gia rất nhiều ca trật sản, có thể nói đến hàng trăm hàng nghìn. Vì vậy mà thỉnh thoảng vẫn gặp những trường hợp sau trật sản bệnh nhân vẫn có thai lọc. Đó. Tuy nhiên thì cái biện pháp trật sản này nó cũng là một cái thủ thuật khá là đơn giản, thực hiện cũng không có gì là khó khăn với một cơ sở là bệnh viện tuyến huyện trở lên là có thể làm tốt rồi, và không ảnh hưởng gì đến đời sống tình dục. Tuy nhiên thì một cái nhược điểm duy nhất của biện pháp này đó là sau khi đã trật sản rồi thì không thể tự mang thai lại một cách tự nhiên. Nếu trường hợp đã trật sản rồi mà bà mẹ hoặc cặp vợ chồng ông bố này nếu muốn có thai trở lại thì lại phải nhờ đến thụ tinh ống nghiệm mới có thể mang thai lại được. Lấy que tránh thai thì sẽ phát huy tác dụng sau 7 ngày. Tuy nhiên nếu như chị em muốn quan hệ tình dục ngay sau cái que thì biện pháp này vẫn đáp ứng được. Chỉ có nhắc nhở chị em là nếu như quan hệ trong vòng 7 ngày thì phải áp dụng thêm biện pháp tránh thai phối hợp như là bao cao su và sữa tinh hoàn mạch. Và so với biện pháp như là bao cao su thì nói là bao cao su là cũng tiện lợi, cũng rẻ tiền, tuy nhiên thì nó cũng vẫn không thể thuận tiện như là biện pháp cái que tránh thai được. Còn nếu như so với biện pháp uống thuốc tránh thai hàng ngày thì yêu cầu chị em là phải uống đều đặn, không được thất quên, kể cả là một viên, cho nên rất là phù hợp với những chị em mà hay quên áp dụng biện pháp cái que tránh thai. Cấy que tránh thai là biện pháp hiện đại được các chuyên gia y tế khuyên dùng với hiệu quả cao lên tới 99% nếu sử dụng đúng cách. Tuy nhiên, chị em cần nhớ, trước khi quyết định sử dụng que cấy tránh thai hay bất cứ biện pháp tránh thai nào, cũng nên lắng nghe tư vấn từ bác sĩ và tìm hiểu kỹ các thông tin an toàn. Để được tư vấn đặt lịch khám với bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, quý khách hàng vui lòng liên hệ tổng đài 1900 599 858 hoặc hotline 091 585 0770.